Hội Illuminati, tổ chức kín khét tiếng lịch sử, nguồn cơn của nhiều thuyết âm mưu. Hội Illuminati hay Hội Khai Sáng là tổ chức bí ẩn bậc nhất lịch sử nhân loại. Mặc dù đã bị dập tắt vào những năm cuối thế kỷ 18, thế nhưng có những tin đồn cho rằng hội kín này vẫn đang còn tồn tại dưới nhiều tổ chức khác nhau nhằm thao túng quyền lực và chi phối thế giới. Tất nhiên mọi thứ đều là suy đoán và cho đến nay, không một ai có thể khẳng định Illuminati vẫn còn tồn tại. Khát khao khai sáng. Adam Weishaupt sinh ngày 6 tháng 2 năm 1748 tại Ingolstadt, thành phố thuộc bang Bavaria, nay là lãnh thổ Đức, nơi áp dụng chế độ cự tri từ khá sớm. Weishaupt mang trong mình dòng máu Do Thái, nhưng gia đình ông sớm phải cải đạo sang Cơ Đốc giáo. Weishaupt mồ côi cha mẹ từ sớm, được một người chú uyên bác nuôi dạy. Weishaupt là người sở hữu đầu óc phi thường, luôn trăn trở và không ngừng suy tư. Ngay từ nhỏ, ông đã rất mê đọc sách và say sưa đọc hầu như mọi tác phẩm của các triết gia khai sáng Pháp trong thư viện gia đình. Bang Bavaria khi ấy còn rất bảo thủ do chịu ảnh hưởng sâu sắc của Công giáo, và Weishaupt có lẽ cũng không phải là người duy nhất tin rằng chế độ quân chủ và giáo lý nhà thờ là nguyên nhân chính kìm hãm tư duy và sự sáng tạo. Lớn lên, Weishaupt ghi danh theo học tại một trường dòng tên, trở thành giáo sư đạo đức học và luật Cơ Đốc giáo tại Đại học Ingolstadt. Sau đó thì ông kết hôn và có một gia đình yên ấm, cuộc sống mà thoạt nhìn ai cũng phải ngưỡng mộ. Tuy nhiên, sự bình yên đã chấm dứt khi chính quyền Bavaria phát hiện thấy tư tưởng của ông ẩn chứa những mầm mống đe dọa quyền lợi của họ. Khi đó, Weishaupt nhận thấy những hạn chế của hệ thống niềm tin tôn giáo trong việc dẫn dắt xã hội, nên quyết định đi tìm một hướng khai sáng mới nhằm thay đổi hoàn toàn cách thức quản trị nhà nước. Bản thân ông cũng từng nghĩ tới việc gia nhập hội tam điểm Freemasonry, ra đời từ đầu thế kỷ 18, với chi hội đầu tiên được thành lập tại London năm 1717, sau lan rộng ra khắp lục địa và thu hút những nhà tư tưởng theo khuynh hướng tự do. Tuy nhiên, cảm thấy nhiều tôn chỉ và đường hướng hoạt động của Freemasonry có phần không ổn, Weishaupt đã quyết định tự thành lập một hội kín khác vào ngày 1 tháng 5 năm 1776, mang tên Illuminati, Hội Khai Sáng. Hội kín này dựa trên cảm hứng từ những câu chuyện về bảy vị hiền triết Memphis, Ai Cập cổ đại, và Kabbalah, thần bí, trong ngũ thư do Thái giáo Torah. Khi sáng lập Illuminati, Weishaupt không hẳn muốn chống lại tôn giáo, đơn giản là ông không đồng tình với cách người ta thực hành lẫn áp đặt nó. Vì vậy, Weishaupt đã đặt ra một tôn chỉ mới cho hội là mang lại tự do từ những định kiến tôn giáo, nuôi dưỡng và cổ vũ đạo đức xã hội thông qua một viễn tượng lớn, khẩn trương và khả thi về hạnh phúc phổ quát. Để đạt được điều đó, cần phải tạo ra một nhà nước thực sự tự do và bình đẳng về mặt đạo đức, nhằm giải phóng con người khỏi những trở ngại của sự lệ thuộc, thứ bậc và ước muốn giàu sang, thứ luôn ám ảnh tâm trí chúng ta. Nhanh chóng phát triển. Đêm 1 tháng 5 năm 1776, trong một cánh rừng gần Ingolstadt, dưới ánh đuốc, các thành viên đầu tiên của Illuminati đã gặp nhau để tuyên bố sáng lập và đặt ra những quy tắc điều hành hoạt động của hội. Theo đó, mọi ứng viên tương lai cần được sự đồng ý của tất cả các thành viên để được gia nhập, bên cạnh nhiều tiêu chí khắt khe khác như xuất thân giàu có, gia đình danh giá, có địa vị và mối quan hệ xã hội tốt. Lúc đầu, Illuminati phân chia các thành viên làm 3 cấp: Novice, người mới, Minerva và Illuminated, Minerva. Minerva ở đây là tên của một vị nữ thần thông thái La Mã, được xem là rất phù hợp với mục tiêu truyền bá tri thức, sự thật lẫn khai sáng về cách thức định hình lại nhà nước và xã hội. Trong khi Illuminated mang nghĩa là đã được khai sáng. Chỉ trong vài năm, Illuminati đã đạt được sự phát triển đáng kể, cả về quy mô lẫn sự đa dạng, với số lượng thành viên lên tới hơn 600 vào năm 1782, bao gồm nhiều nhân vật rất có ảnh hưởng tại Bavaria như bá tước Adolf von Knigge và ông chủ nhà băng Mayor Amschel Rothschild thuộc gia tộc Rothschild giàu có bậc nhất thế giới. Từ chỗ chỉ giới hạn quanh các môn đệ của Weishaupt, về sau hội kết nạp thêm nhiều quý tộc, chính trị gia, bác sĩ, luật sư, trí thức và cả những thi sĩ văn hào hàng đầu như Johann Wolfgang von Goethe. Và thế là tính đến cuối năm 1784, hội đã có khoảng 2.000 đến 3.000 thành viên. Đặc biệt, bá tước von Knigge là người góp công cực lớn trong việc mở rộng tổ chức và hoạt động của hội này. Vốn là một cựu thành viên của Freemason, bá tước von Knigge đã ủng hộ việc áp dụng một số nghi thức tương tự như việc đặt cho các thành viên của Illuminati một bí danh mang tính biểu tượng lấy từ những điển tích. Chẳng hạn Weishaupt có tên là Spartacus, còn Knigge là Philo. Chưa hết, cơ chế phân loại hội viên cũng trở nên phức tạp hơn nhiều khi tổng cộng có tới 13 bậc và được chia làm 3 cấp. Bị đàn áp dẫn tới tan rã.
Tuy nhiên, trước rất nhiều sức ép cả trong lẫn ngoài, sức lan truyền ảnh hưởng của hội đến giai cấp thượng tầng và quyền lực ở Bavarian đã bị chặn lại. Ngoài ra, giữa Whitehall và Necker cũng ngày càng phát sinh nhiều mâu thuẫn liên quan đến mục tiêu, nghi thức và hoạt động của hội, dẫn tới việc Necker ra đi. Nhưng nghiêm trọng hơn, một cựu thành viên khác là Joseph Osnider còn gửi thư cho nữ công tước xứ Bavaria, tiết lộ nhiều bí mật của hội, thậm chí vu khống hội đang âm mưu chống lại Bavaria, nhân danh nước Áo. Được vợ cảnh báo, công tước Bavaria đã ban hành một sắc lệnh vào tháng 6 1784, cấm thành lập các hội kín. Chỉ chưa đầy một năm, tháng 3 1785, sau lệnh cấm thứ hai, cảnh sát lại nhận được lệnh tăng cường đàn áp. Trong quá trình truy bắt các thành viên Illuminati, cảnh sát tìm thấy nhiều tài liệu biện hộ cho hành vi tự sát, ủng hộ thuyết vô thần, hướng dẫn phá thai, kế hoạch thành lập chi hội nữ và công thức của một loài mực vô hình, tất cả trở thành cơ sở để kết tội hội, âm mưu chống lại tôn giáo và nhà nước. Đến tháng 8 năm 1787, công tước lại ban hành một sắc lệnh thứ ba, khẳng định việc cấm lập hội và tuyên bố sẽ xử tử bất cứ ai vi phạm. Còn Whitehall, sau khi mất ghế giáo sư tại Đại học Ingolstadt, ông bị trục xuất khỏi Bavaria, chuyển tới Gotha, Saxony, nhận dạy triết cho các sinh viên Đại học Göttingen và sống nốt phần đời còn lại ở đây cho tới khi mất vào ngày 18 tháng 11 năm 1830. Ý nghĩa của biểu tượng. Các biểu tượng có liên hệ với Illuminati bao gồm hình tam giác, ngôi sao năm cánh, con dê, con mắt của Chúa, số 666. Trong đó, biểu tượng hình con mắt ngàn năm trong tam giác quyền năng phát sáng chính là đại diện cho sự thấu hiểu và cái nhìn thông suốt thế giới. Đó là một hình tượng mang tính chất biểu trưng cao và có tính ám thị đặc biệt. Con mắt ở đây là hình tượng con mắt của thần Horus, được người Ai Cập cổ dùng nhiều trong trang trí các lăng tẩm, chiến thuyền, chiến xa, nhằm xua đuổi những rủi ro, thất bại và những điều xấu xa. Con mắt của Horus còn có nghĩa quyền lực và tái sinh, còn hình tam giác đại diện cho sự cân bằng và sức mạnh. Con mắt quyền năng nằm trong sự cân bằng và mang sức mạnh trường tồn, cũng chính là phương châm hoạt động và phát triển của hội Illuminati, loại bỏ ảnh hưởng của giáo hội nhằm thiết chế một trật tự thế giới mới. Nguồn cội của nhiều thuyết âm mưu. Mặc dù đã tan rã, song rất nhiều di sản của Illuminati vẫn còn tồn tại cho đến tận ngày nay và trở thành chủ đề hấp dẫn đối với các thuyết âm mưu. Chẳng hạn, một số đồn đoán cho rằng chính Whitehall là người đã bày mưu cho cách mạng Pháp năm 1789, hay hội thực chất vẫn đang tồn tại, âm thầm hoạt động và canh giữ đến nhiều bí ẩn lịch sử. Chẳng hạn vụ ám sát Tổng thống John F. Kennedy vào tháng 11 năm 1963. Không dừng lại thời xa xưa đó, Illuminati ngày nay còn được xem là đã xâm nhập tận trong các trung tâm quyền lực ở Mỹ. Marcus Allen của tờ Nexus Magazine cho rằng toàn bộ hệ thống chính trị ở Hoa Kỳ và Anh là do một nhóm trí thức ưu tú thuộc Illuminati kiểm soát. Illuminati còn được xem là có chân rết trong Hội đồng Ngoại giao và một hội kín khác mang cái tên rất hình sự là Skull and Bones, sọ và xương người. Một số tác giả cho rằng ngay từ thời Tổng thống Jefferson, Illuminati đã từng hoạt động ở Mỹ và chính Thomas Jefferson đã từng tuyên bố rằng dự định của hội kín này là truyền bá các nguyên tắc của một đạo lý chân thật. Cũng theo những người này, dấu vết cụ thể nhất của Illuminati ở Mỹ chính là những dấu chỉ bí mật trên tờ giấy bạc $1. Phía sau tờ giấy bạc, bên trái có một kim tự tháp chưa xây xong, còn thiếu hòn đá chớp. Trên có hình con mắt thấy hết mọi sự. Phía dưới tháp thì có khẩu hiệu Novus Ordo Seclorum, có nghĩa là trật tự mới toàn cầu. Bên phải có con chim phượng hoàng mang một tấm vải vuông trước bụng. Trên đó thường có vẻ những biểu tượng bí ẩn. Nếu đúng là như thế, thế lực của Illuminati quả là đáng gờm. Trong quốc ấn của Hoa Kỳ cũng có điểm bí ẩn tương tự. Hình kim tự tháp mất đầu và bên trên có một con mắt gần giống với biểu tượng của Illuminati. Những hình ảnh này được xem là bằng chứng mẫu cho cái nhìn bao quát từ xưa đến nay của Illuminati lên người Mỹ. Điều này cũng đưa ra những nghi vấn về sự sống còn của Illuminati ở Mỹ khi nó được xem là một thế lực đen đứng sau các ngân hàng trên toàn cầu và mới đây nhất là có dính líu đến sự kiện 11 tháng 9 ở Mỹ năm 2001. Cho dù hầu như không thể chỉ ra những chứng cứ tội phạm của một mạng lưới những âm mưu trong bóng tối, nhưng cũng phải thừa nhận rằng Illuminati, Hội Tam Điểm cùng các hội nhóm khác đã bí mật tác động đáng kể lên một số sự kiện thế giới từ 200 năm qua cho đến nay, trong đó có vụ ám sát Thủ tướng Thụy Điển Olaf Palme năm 1986 và cả các vụ tấn công khủng bố của thế giới Hồi giáo. Nhiều người cho rằng Illuminati hoạt động trong bóng tối, bí mật kiểm soát các vấn đề của thế giới trong hậu trường chính trị. Lực lượng của Illuminati bao gồm những trí thức có thế lực và những chính khách cấp tiến, trong đó có cả những văn tài thế giới như Goethe và Herder.
Có nhiều ý kiến cho rằng thành viên của hội này cơ bản được lôi kéo từ hội Tam Điểm, dù không có bằng cớ chứng minh cho liên hệ này. Illuminati đã tỏa ra khắp các nước châu Âu. Ở Anh có hội Fabian và hội Round Table. Ở Mỹ thì có hội đồng ngoại giao. Illuminati còn được xem là có chân trong câu lạc bộ Rome, mà đằng sau các tổ chức này là một thành phần cốt yếu, gồm các nhà băng quốc tế, đặc biệt là các tập đoàn tài chính Rothschild và Rockefeller. Xuất hiện công khai trong lớp áo mang tên âm nhạc. Illuminati tồn tại ngấm ngầm trong xã hội cho đến khi nó xuất hiện công khai trong lớp áo của âm nhạc. Câu chuyện về hội kín Illuminati được chính thức bắt đầu với một bản rap mang nội dung gần như hoàn hảo với những tôn chỉ của Illuminati và xuất hiện song song với các tên tuổi có tiếng trong giới hip hop thời điểm đó. Trong dòng lời bài hát được trích dẫn từ bản remix năm 1995 I Shot Ya của LL Cool J theo Prodigy, các chi tiết trong ca từ không có gì đặc biệt ngoại trừ câu rap mà mọi người đều nhớ. Illuminati want my mind, soul and my body. Đây chính là phát súng mở màn một trường tư tưởng hoàn toàn mới trong hip hop. Các tuyên bố về Illuminati trong hip hop nhanh chóng tăng vọt kể từ đó, khi Jay-Z lấy cảm hứng từ I Shot Ya cho bài hát Devils của mình. Tin đồn ông có liên quan đến tổ chức này cũng xuất hiện. Ngày nay, lý thuyết Illuminati được nhắc đến nhiều hơn bao giờ hết. Nó từng được sử dụng như một cách để biện minh cho sự thành công liên tục của các nghệ sĩ nổi tiếng, những người bị buộc tội là con rối cho hội kín này. Đã có rất nhiều sách, podcast và blog phân tích mức độ phổ biến của The Illuminati và có vô số video về Illuminati đạt hàng triệu lượt xem, ký hiệu hình tam giác, con mắt được che phủ, sừng của quỷ luôn được gợi lên trong video, các âm nhạc và hình ảnh quảng bá. Tuy nhiên, có một điều mà chúng ta luôn phải nhấn mạnh, đó là The Illuminati chỉ là một lý thuyết. Mặc dù sự nổi bật của thuật ngữ này trong văn hóa hip hop và pop là không thể chối bỏ, nhưng không có bằng chứng cho thấy Illuminati vẫn còn tồn tại và có một nghệ sĩ nào thừa nhận có liên kết với hội kín này. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Nổi Tiếng. Đừng quên nhấn nút đăng ký bên dưới và xem thêm những video mới để ủng hộ nhóm nhé!